Ok, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Trải nghiệm và Review. Mình là mê con pizza đó mọi người. Cho nên hôm nay mình sẽ tiếp tục đem nó, nhưng mà bằng một chế độ mới, đó là 3v3. 3v3 là chủ yếu là nó chúng ta sẽ chơi trên một đường thẳng. Nên khi là mình dùng pizza là mình sẽ chạy xe lên ủi tụi nó dễ hơn. Đây rồi. Mà nó không có trang phục ta. Trang phục khó kiếm vậy ta. Mình sẽ lên tăm, tức là lên đồ thủ mọi người. Bên đó còn gì ta? Mình sẽ lên giáp đấy, giáp này đấy. Ok, let's go. Nghe nó skill ấy. Mày láo, xin lỗi được chữ ơi, xin lỗi mà đừng có quánh mình nữa. Thôi ra đi, lui ra đi. Không có anh tí ta. Nhảy nhầm vô động bàn tư rồi. Xin lỗi mà, đừng có đánh mình nữa. Mình xin lỗi bạn mà. Chạy đâu con xấu. Nó đi rồi, ngon lành. Ý, tao chạy còn gì, tao cắn. Còn gì cắn. Trời ơi, thôi thôi thôi. Nó bay như chim. 5 giây nữa. Rồi. Tụi mày chạy đâu? Chạy đâu? Đánh nó đi đi, đúng rồi, đánh nó đi đi. Đánh nó đi đi. Giờ mình đứng đợi cho chưa cuối nó hồi rồi mình chạy tiếp. Đồng đội mình lo được rồi, đi. Ê, trời đất ơi, thắng thiệt sự luôn á. Rồi mày nghĩ mày thoát không? Đồng đội mình nó AFK rồi. Thật sự tao quánh với mày luôn. Mày chạy thì thôi. Hết máu là gì, hồi máu rồi mọi người. Don't be appalled. I have brute force, but I'm not blind. Enemy blood bat. Trời ơi, cẩn thận. Ôi trời. Thôi 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 thôi. Sao cái địa hình nó phức tạp vậy ta? The dance does not threaten. It expresses how earnest we are in every battle we fight. Đi chơi. Mày lấy cái đố mày chạy được á. Tại sao đố mày chạy được á? Tủi. Cái đó gì ta? Ôi trời. Thôi thôi, chịu nó mạnh quá. Đang suy nghĩ lên đồ thì nó vô nó bụp. Thua rồi mọi người ơi. Thực ra thì cái địa hình này nó đường thẳng, nhưng mà mình không quen tay cho nên là mình không có bục được ai. Đồng đội mình nó cũng yếu nữa, cho nên là mình tông rồi nó xong rồi đồng đội mình cũng không có hỗ trợ được. Hy vọng là trận sau mình sẽ chơi tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp các bạn các video tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like, một subscribe kênh nha. Bye bye.